Khi nói đến Nhật Bản và Trung Quốc, ta thấy có rất nhiều nét tương đồng. Không chỉ là sự giống nhau về văn hóa Á Đông, mà trong tiếng Nhật Bản vẫn có một bộ Hán tự được vay mượn hoàn toàn từ người láng giềng khổng lồ. Tuy nhiên trong lịch sử, có lẽ rằng Nhật Bản và Trung Quốc là thù nhiều hơn là bạn. Hàng năm, vẫn có nhiều bộ phim kháng Nhật được sản xuất ở Trung Quốc. Và ước tính, có hàng triệu lính Nhật đã bị sát hại mỗi năm trên màn ảnh của đất nước tỷ dân. Nước Nhật tuy nhỏ bé hơn về diện tích lẫn dân số, lại nghèo tài nguyên hơn rất nhiều. Thế nhưng có thời điểm, họ suýt đã nuốt trọn Trung Nguyên nếu như không có sự can thiệp của các cường quốc phương Tây khác. Sau chiến tranh, vị thế của Nhật Bản và Trung Quốc đã có phần nào đảo chiều và đất nước mặt trời mọc hầu như đã bị giới hạn phát triển quân sự. Trong khi đó, đất nước tỷ dân thì tăng trưởng như vũ bão về mặt quân đội và Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng bá quyền lên toàn thế giới. Vậy thì liệu người Nhật, một trong những chốt chặn, liệu có thể ngăn được tham vọng ấy? Nhật Bản đấu tay đôi với Trung Quốc thì ai sẽ thắng đây? Hãy nhìn vào tấm bản đồ này. Chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ quần đảo Kuril của Nga kéo qua Nhật Bản xuống Đài Loan, rồi phần phía bắc của Philippines kéo xuống tận vùng đảo Borneo thuộc Malaysia. Nó ôm trọn luôn toàn bộ phía biển phía đông và đông nam của Trung Quốc. Chuỗi đảo thứ hai thường được tính từ quần đảo Bonin của Nhật Bản đến quần đảo Mariana, được xem là lãnh thổ của Mỹ, nằm ở phía đông của Philippines. Chuỗi đảo thứ ba bắt đầu tại quần đảo Aleutian và kết thúc ở Châu Đại Dương, và phần quan trọng nhất là vị trí của quần đảo Hawaii. Cả ba chuỗi đảo này đều được Hoa Kỳ dày công xây dựng trong hơn một thế kỷ qua với mục đích cốt lõi duy nhất là kiềm chế sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc và Liên Xô. Vào năm 1991, Liên Xô sụp đổ, thế nhưng chuỗi đảo vẫn tồn tại để bao vây phong tỏa đối thủ tiềm tàng duy nhất, đó chính là Trung Quốc. Như thế ta có thể thấy được trong vòng kim cô này, Nhật Bản đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chấn giữ phía đông của Trung Hoa, ngăn cản Bắc Kinh vươn ra biển lớn. Trong lịch sử, không ít lần người láng giềng phía đông này đã khiến Trung Quốc phải thất kinh bát đảo. Vậy còn hiện nay thì sao? Trong lịch sử cho đến trước thế kỷ 19, có rất ít quân ngoại bang nào có khả năng xâm lược toàn bộ Trung Nguyên. Người Trung Quốc đã quen trở thành nguồn gây chiến bởi trong suốt chiều dài tồn tại của họ luôn ở vị thế cường quốc số 1 châu Á, là nỗi khiếp sợ của các nước láng giềng. Chỉ có duy nhất hai quốc gia từng suýt chiếm toàn bộ Trung Nguyên, đó là Mông Cổ và còn lại đó chính là Nhật Bản. Thế nhưng Mông Cổ sau khi đô hộ Trung Hoa 300 năm thì đã bị mất vị thế, thậm chí bị xâm lược trở lại và mất nước. Vào thời nhà Minh và Thanh sau này hơn 600 năm, Mông Cổ bị sáp nhập vào Trung Quốc và mất tên trên bản đồ thế giới. Chỉ duy nhất Nhật Bản là nước sau khi xâm lược Trung Quốc vẫn giữ được toàn vẹn lãnh thổ. Trong quá khứ, đất nước mặt trời mọc luôn là một chư hầu của Trung Hoa, thậm chí từng suýt bị nuốt chửng. Thế nhưng mọi thứ trở nên khác đi vào thế kỷ thứ 19, nước Nhật đã chọn con đường sáng suốt khi cải cách theo đường lối phương Tây để thoát khỏi nguy cơ bị đô hộ và vươn lên thống trị châu Á. Trong khi đó, những quan niệm hủ bại cuối đời nhà Thanh đã khiến cho Trung Quốc vứt đi hết tiềm lực cùng quá khứ vinh quang, trở thành miếng mồi ngon của các nước đế quốc phương Tây xấu xé. Thời khắc quyết định cho việc chuyển giao quyền lực tại châu Á từ Bắc Kinh sang Tokyo diễn ra trong cuộc chiến tranh Trung Nhật vào năm 1894. Nhà Thanh chịu hàng loạt thất bại nặng nề, tàu chiến trong hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc bị chìm hoặc bị bắt giữ, trong khi Nhật Bản không mất tàu lớn nào. Sau một loạt thất bại, vào ngày 17 tháng 4 năm 1895, Đại Thanh ký hiệp ước Shimonoseki, cam kết nhượng lại bán đảo Liêu Đông ở phía đông bắc Trung Quốc, Đài Loan và quần đảo Bành Hồ cho Nhật Bản. Trung Quốc phải trả cho Nhật Bản 5,2 tỷ đô la tiền bồi thường chiến phí. Trong suốt nửa đầu thế kỷ 20, Trung Quốc chịu rất nhiều sự biến động. Cách mạng Tân Hợi vào năm 1911 đã chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến hàng nghìn năm. Sau đó là những cuộc cải cách rồi nội chiến quốc cộng nổ ra khiến cho đất nước chìm trong loạn lạc. Nhật Bản lúc này đã vươn lên thành đế quốc và có tham vọng bành trướng lên toàn châu Á. Vào năm 1937, sau khi chiếm được vùng Mãn Châu ở Đông Bắc, Nhật Bản đã phát động chiến tranh toàn diện vào toàn bộ lãnh thổ của Trung Hoa. Nếu không có việc Hồng quân Liên Xô tấn công quân Nhật ở Mãn Châu và Mỹ viện trợ cho Trung Quốc, thì có lẽ bây giờ toàn bộ lãnh thổ của họ đã nói tiếng Nhật rồi. Thế nhưng thế sự xoay vần, đất nước hay dân tộc nào cũng phải trải qua các giai đoạn thịnh rồi lại suy không ngừng. Kể từ sau thất bại nặng nề từ Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã bị Mỹ áp vòng phong ấn. Hiến pháp của nước này bị chỉnh sửa nghiêm cấm không thành lập quân đội chính quy nhằm mục đích là không thể cho tư tưởng đế quốc vùng dậy thêm một lần nữa. Và đây là cơ hội để Trung Quốc vượt mặt Nhật Bản. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc nội chiến, chính quyền Đảng Cộng sản đã xây dựng đất nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng dân tộc Trung Hoa chỉ thực sự trỗi dậy sau những cải cách của thời Đặng Tiểu Bình. Trung Hoa quay mặt với Liên Xô, thân cận với phương Tây, nhằm tranh thủ sự trợ giúp về khoa học kỹ thuật. Cho đến nay, đối với họ, đó chính là chính sách đúng đắn giúp nền kinh tế của Bắc Kinh hiện nay đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên số 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Khi đó có tiền,
Đây là cơ hội để Trung Quốc thực hiện tham vọng bá chủ của mình ấp ủ bấy lâu. Với dân số 1,44 tỷ người, Trung Quốc đã có đủ nguồn lực để duy trì một quân đội khổng lồ gồm 2 triệu quân nhân tại ngũ. Với lực lượng hùng hậu như vậy, không ngạc nhiên khi Trung Quốc có lực lượng chiến đấu lớn nhất thế giới. Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1990, lục quân có khoảng 10.000 xe tăng, sau đó giảm dần đến khoảng năm 2010-2020 thì còn 7.000 tới 8.000 chiếc. Tuy ít hơn những khí tài của Trung Quốc được trang bị hiện đại hơn rất nhiều, trong thế kỷ 21, lục quân đã trải qua một chiến dịch hiện đại hóa ấn tượng, tập trung vào chiến tranh thông tin và tác chiến điện tử. Có thể triển khai các cuộc tấn công chính xác tầm xa và tận dụng các phương tiện bay không người lái. Không quân của Trung Quốc lớn nhất ở châu Á và lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau Mỹ và Nga. Lực lượng này có 400.000 người tại ngũ, vận hành hơn 3.300 máy bay. Không quân chủ yếu được trang bị các loại chiến cơ nhập khẩu như là MiG-15 và Su-17. Thế nhưng giờ đây khi ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Trung Quốc được cải thiện, lực lượng này được trang bị các loại chiến đấu cơ sản xuất trong nước, gồm cả tiêm kích tàng hình Chang'e G-20 thế hệ thứ 5. Hải quân đã gây xôn xao khi hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên là Phúc Kiến, trở thành lực lượng sở hữu tàu sân bay nhiều thứ 2 thế giới sau Mỹ. Trung Quốc là một trong số ít quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tên lửa chiến lược gồm 120.000 binh sĩ tại ngũ được chia thành 6 lữ đoàn tên lửa đạn đạo, được triển khai độc lập tại các quân khu khác nhau trong cả nước. Hiện kho vũ khí của lực lượng này có hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và hàng trăm tên lửa hành trình. Các ước tính cho thấy rằng Trung Quốc sở hữu 320 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020 cùng với kho tên lửa đạn đạo liên lục địa dao động từ 50 tới 75 chiếc. Thế nhưng Trung Quốc chưa thể dùng vũ lực đe dọa các nước láng giềng. Thay vào đó, họ muốn tạo sự ảnh hưởng trước thông qua cái gọi là bẫy nợ. Vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra sáng kiến vành đai và con đường mang tính hỗ trợ về kinh tế cho các nước láng giềng đang phát triển. Họ sẽ cho vay vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư kinh tế. Thế nhưng thực chất là đẩy các quốc gia đi vay vào bẫy nợ. Nếu không trả được thì sẽ phải gán tài nguyên, lãnh thổ quốc gia cho Trung Quốc, trở nên phụ thuộc vào Bắc Kinh. Trước sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc, có lẽ không chỉ các nước láng giềng như Nhật Bản mà còn có cả đồng minh Hoa Kỳ cũng cảm thấy lo lắng. Trung Quốc ngày càng thô bạo hơn trong các vấn đề về chủ quyền, đặc biệt là biển đảo. Nước này đã có tranh chấp lãnh thổ với hầu hết các nước trong khu vực như là Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc và dĩ nhiên là Nhật Bản. Trong vài năm trở lại đây, luật pháp của Nhật Bản dần bỏ bớt các hạn chế về việc thành lập quân đội. Mỹ và phương Tây cần phải suy nghĩ về việc cởi phong ấn hoàn toàn cho Tokyo để tạo thành đối trọng đủ lớn ngăn cản tham vọng của Trung Quốc. Nếu như Hàn Quốc được dùng để kiểm tỏa Triều Tiên, một đồng minh thân cận của Bắc Kinh, thì Nhật Bản đóng vai trò chủ chốt trong việc ngăn cản sự bá quyền của Trung Hoa tại châu Á. Hải quân Trung Quốc đã có động thái đe dọa Nhật Bản bằng các cuộc tập trận ở vùng tranh chấp ở đảo Điếu Ngư hay Shinkaku theo cách gọi của Tokyo. Lẽ dĩ nhiên là Tokyo không thể ngồi yên. Nhật Bản đang lên kế hoạch sở hữu hơn 1.000 tên lửa hành trình tầm xa bằng cách nâng tầm bắn của các tên lửa đất đối hạm Type 12 từ mức hơn 100 km lên khoảng 1.000 km. Số tên lửa sẽ được triển khai chủ yếu ở chuỗi đảo Tây Nam, đủ sức tấn công mục tiêu ở Triều Tiên và vùng ven biển của Trung Quốc. Kèm theo đó, Tokyo còn tìm cách nâng cấp để tàu chiến và máy bay chiến đấu có thể phóng loại tên lửa trên. Nhật Bản cũng đang liên tục tăng ngân sách quốc phòng và theo đuổi các chương trình đẩy mạnh khả năng tấn công ngăn chặn. Và Nhật Bản là một quốc gia có tiềm lực hạt nhân, tuy không phải nằm trong số những nước sở hữu thứ vũ khí hủy diệt này. Thế nhưng trên đất nước mặt trời mọc có rất nhiều lò phản ứng, chủ yếu phục vụ cho việc tạo ra năng lượng phục vụ đời sống và sản xuất. Tuy nhiên thì một khi đã được cởi bỏ hoàn toàn chính sách, việc Tokyo sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Tương quan lực lượng thì có lẽ Trung Quốc đang vượt trội hoàn toàn so với Nhật Bản. Không chỉ là về quân số mà còn là về số lượng vũ khí, khí tài quân sự. Một khi Trung Quốc còn ổn định thì Nhật Bản khó có cửa đánh solo 1-1 với họ. Thế nhưng chiến tranh hiện nay là sự kết hợp và đồng minh. Nếu như thực sự Tokyo và Bắc Kinh tham chiến thì Mỹ và phương Tây chắc chắn không thể ngồi yên. Các bạn nghĩ như thế nào về khả năng Nhật Bản kiềm chế được tham vọng của Trung Quốc trong việc thống trị thế giới? Hãy comment cho chúng mình biết về nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.